Cú phá của Jean-Marc Marian là điểm yếu của anh ở trong trận đấu này. Và đây là một tình huống điển hình như vậy. Bị số 1 giấu mình sau bị số 2 và bị cái đang nằm lệch sang giữa bàn một chút. Để có thể chạm bị 1 là không quá khó bởi một cú A-bang sẽ làm được điều đó. Nhưng bị 1 thì gần như chắc chắn chẳng thể đi đâu nên tính toán giấu bị là rất khó khăn. Dù vậy, Jean-Marc Marian đã khiến cho tất cả bất ngờ khi chỉ vào lỗ giữa. Khán giả lắc đầu không hiểu anh định làm gì để đưa bị mục tiêu xuống lỗ. Và rồi, vận động viên người Philippines đã đưa ra lời giải ở đẳng cấp thế giới. Cú A-bang va chạm ở góc vừa đủ là để bị số 1 đẩy bị số 2 vào lỗ giữa. Một khoảnh khắc thiên tài của Jean-Marc Marian trong ván đấu mà anh hoàn toàn bị đối thủ áp đảo. Khu Bingi là một trong những cầu thủ giỏi nhất Đài Bắc Trung Hoa, thậm chí là nằm trong nhóm giỏi nhất thế giới. Anh là cầu thủ duy nhất từng giành 3 chức vô địch thế giới trong cùng một năm, khi lên ngôi ở nội dung 9B, 10B và nội dung đánh đôi World Cup of Pool năm 2015. Từ đó tới nay, Kobe Nhi vẫn giữ được phong độ cực cao, đồng thời dẫn dắt những người em như Kobe Trung hay Kobe Hàn đi thi đấu quốc tế, thậm chí là lên đỉnh thế giới. Trong khi đó, Jean-Marc Marian là một cầu thủ trẻ người Philippines. Anh chưa có nhiều thành tích trên trường quốc tế. Dù vậy, Jean-Marc Marian được đào tạo ở câu lạc bộ nổi tiếng nhất Philippines là Macboy, nên được đánh giá rất cao. Đây là nơi đã sản sinh ra những cầu thủ giỏi nhất Philippines hiện nay như James Aranas, Johan Chua. Cuộc so tài giữa hai cầu thủ này diễn ra ở vòng 32 giải Maldives Open 2024. Trước đó, Kobe Nhi không gặp khó khăn nào để giành ngôi nhất bảng đấu của mình. Còn Jean-Marc Marian cũng không hề tỏ ra vất vả trước những đối thủ ở vòng 48. Kobe Nhi là người phá trước ở ván 1. Anh phá bi khá tốt, nhưng con bi số 2 nằm sát bằng. Khi cố gắng đánh mượn băng để ăn con bi màu xanh, cầu thủ này tự khiến bi cái bị đuôi sau bi số 5. Sau đó, anh A băng không hợp lệ nên Jean-Marc Marian có bi cái trên tay. Dù có quyền đặt bi nhưng mọi thứ chưa dễ dàng với Jean-Marc Marian. Anh phải tính toán cẩn thận vì bi số 5 và số 7 đang khá dính nhau. Cuối cùng, cầu thủ người Philippines đều bi cái xuất sắc để có thể đánh thẳng bi số 5, rồi sau đó dọn bàn và vươn lên dẫn trước. Jean-Marc Marian phá ra hình bi đẹp ở ván 2 khi bi 1 rơi xuống lỗ, bi 2 ở vị trí rất thẳng vào lỗ giữa. Với đẳng cấp của một cầu thủ đang đại diện cho câu lạc bộ Macboy, Jean-Marc Marian không mắc sai lầm nào để đi một chấm sành điệu nâng tỷ số lên 2-0 ở trận đấu với nhà cựu vô địch thế giới. Được đánh giá cao hơn hẳn nhưng lại bị đối thủ dẫn trước từ sớm, Kobe Nhi rất cần điểm số để sớm trở lại cuộc chơi. Dù vậy, rất đen cho cầu thủ đến từ Đài Bắc Trung Hoa khi anh phá ra hình bi đẹp thì bị cái lại từ từ rơi xuống lỗ. Jean-Marc Marian có một hình bi không thuận nên anh quyết định bắt đuôi đối thủ. Một cú đánh nhẹ bi số 2 để giấu cái ra xa nhưng có vẻ như anh điều lực không quá tốt. Dù không có đường thẳng, nhưng Kobe Nhi vẫn có đủ góc để A băng hợp lệ, qua đó không để đối thủ bắt ba đuổi. Dù né đòn khá tốt, nhưng sau đó, người anh cả nhà cô lại thua trong cuộc đấu trí ở bi số 2. Jean-Marc Marian dễ dàng đưa bi số 2 xuống lỗ, chỉnh chu đều 6 ra 7 để dọn bàn. Dù vậy, quá nhiều toan tính ở bi số 9 ra 10 đã khiến cho anh không đánh được bi số 10 xuống lỗ. Kobe Nhi thực hiện tốt cú đánh đường xa và bi cái bị côn bằng để có điểm số đầu tiên của mình ở trận này. Ở lần thứ hai được phá, Jean-Marc Marian không đưa bi mục tiêu nào xuống lỗ. Kobe Nhi tận dụng tốt món quà của đối thủ để gỡ hòa hai đều, khi ăn toàn bộ 10 con bi trên bàn một cách nhẹ nhàng và đơn giản. Trận đấu chính thức trở lại vạch xuất phát. Được phá ở ván sau, người anh cả nhà cô lại gặp khó khi bi số 1 mất đường ăn do bi số 2 chặn đường. Anh quyết định phiêu lưu khi A băng để ăn ngược vào lỗ góc nhưng không thành công. May mắn đến với cầu thủ người Đài Bắc Trung Hoa khi bi số 1 lại đùi. Jean-Marc Marian chỉ cố gắng có một cú đánh hợp lệ, nhưng bi số 1 sau đó ra phơi. Với đẳng cấp thế giới của mình, Kobe Nhi dọn bàn và lần đầu tiên dẫn trước ở cuộc so tài này. Để đối thủ giành 3 điểm liên tiếp, Jean-Marc Marian bắt đầu choáng váng. Anh phá bi không tốt ở ván sau và Kobe Nhi xử lý cực kỳ chính xác ở con bi số 1 và số 2, dù tình huống là không hề đơn giản. Sau khi giải quyết hai con bi khó, những gì còn lại trên bàn là quá dễ dàng để Kobe Nhi vươn lên dẫn với tỷ số 4-2. Một lần nữa, Kobe Nhi phá ra hình bi đẹp nhưng bi số 1 lại không có đường. Anh quyết định đánh an toàn và Jean-Marc Marian thấy cũng khoai nên nhường lại cho đàn anh tự giải hình bi của mình mà thôi. Anh giấu bi cái hẳn xuống lỗ cho cẩn thận và Jean-Marc Marian có quyền cầm bi cái trên tay. Tưởng như cầu thủ đến từ Philippines có thể giành điểm số tiếp theo nhưng anh tự làm khó mình khi bị đuôi ở bi số 4. Cú sút tê sau đó không hợp lệ, thậm chí ăn luôn bi số 4 cho đối thủ. Anh cả nhà cô có quyền đặt bi và dễ dàng lên điểm số thứ 5. Jean-Marc Marian phá bi không tốt ở ván sau khi bi số 1 và bi số 2 dính vào với nhau. Tuy nhiên, anh có cú A băng cực kỳ đẳng cấp và bay bổng. Một pha A băng bi số 1 và đưa bi số 2 xuống lỗ cực kỳ đẳng cấp bởi anh đã gọi bi từ trước đó.
nhưng mọi thứ vẫn chưa dễ dàng bởi anh lại gặp hình bi đuôi ở bi số 3. Cú à băng của anh không hợp lệ và bi cái thậm chí còn rơi xuống lỗ. Một lần nữa, Kubenji được đặt bi cái và anh nâng tỷ số lên 6-2. Dường như bi số 1 của trận đấu này không hề thích Kubenji. Sau mỗi cú phá, nó đều trốn và không thể có đường ăn. Thậm chí đôi lúc còn không có cả đường chạm. Lần này anh quyết định đánh thủ. Hình bi mà cầu thủ người đấy Bắc Trung Hoa để lại là quá khó. Jean-Marc Marayan chỉ có thể chạm bi số 1, nhưng hình bi đã là phơi mất rồi. Kubenji có điểm số thứ 7 liên tiếp ở trận này. Jean-Marc Marayan lại phá không chết bi nào ở ván sau. Rồi hai cầu thủ đánh cờ ở bi số 1. Rõ ràng đẳng cấp và kinh nghiệm của Kubenji mang tới cho anh rất nhiều lợi thế. Jean-Marc Marayan a băng không hợp lệ một con bi đường xa. Kubenji có quyền cầm bi cá trên tay, biểu diễn cực phiêu khi ăn bi số 3 và số 6 cùng lúc. Anh dễ dàng ăn những con bi còn lại để dẫn 8-2. Tới ván sau, anh cả nhà cô có cú break and run và lên điểm hiệu. Ở ván cuối, Jean-Marc Marayan lần đầu có cú phá đẹp. Tuy nhiên có vẻ như anh đã quá tề và có dấu hiệu chán bị loss. Anh dính bi cái và bi số 7 nên cú đánh bi số 2 sau đó không quá tốt. Kubenji dễ dàng ăn những con bi còn lại để thắng với tỷ số 12. Chiến thắng này thể hiện trình độ áp đảo của Kubenji trước đối thủ đến từ Philippines. Anh để đối thủ dẫn trước 2 ván rồi ăn liền 10 ván thồng. Qua đó thắng với tỷ số 12. Sự chỉnh chu và chính xác của Kubenji cộng với hàng loạt sai lầm của Jean-Marc Marayan đã mắc phải ở trận này tạo ra cuộc so tài và thế trận áp đảo nhất tại Maldives Open 2024.